Phật hết khóc rồi cả nhà. Hên quá, vừa hát hết bài luôn. Chào Thúy Vi em. Đi đồ gì? Đi đồ khóc, kích đi đồ đi. Trời ơi. Ủa được luôn hả anh? Chào Thúy Vi em. Ủa là sao Thành Nam? Anh muốn giao lưu với ai? Chị Vi hả? Hát bài đó anh về đi. Bài nào? Bài nào anh thiệt mà biển. Bài y đồ khóc cái đi đồ đi á hả?
Hai đồ men của anh em. Hello, chào mọi người đang ở trong room của Quyền Trân nha. Lạnh quá cả nhà. Đêm bơ vơ, không biết xa khanh ơi. Trời ơi trời. Trời ơi, nói chi giọng. Ổng gợi nhớ cái bài đêm bơ vơ.